Good morning Việt Nam, chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Nhìn của Quang Đinh. Hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023, hiện tôi đang có mặt ở Sài Gòn, Việt Nam. Thưa các bạn, sáng nay tôi cảm thấy người khỏe, thành ra muốn đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đó các bạn. Thì mời các bạn đi ra ngoài cùng tôi để xem những gì ở Việt Nam thế nào, những thức ăn Việt Nam giá bao nhiêu và chất lượng như thế nào. Xin mời các bạn nha các bạn. Thì hôm nay tôi cảm thấy là tôi muốn ghé cái quán vỉa hè bánh cuốn này đó các bạn. Thì đây là tôi order một phần bánh ướt. Thì có 3 miếng chả, 1 miếng chả quế, 2 miếng chả lụa và 2 miếng bánh cống là bánh tôm đó nha các bạn. Như các bạn đã thấy có đầy đủ giá, rau và rau thơm. Bên cạnh đó là chai nước mắm, rất là hấp dẫn thưa các bạn. Thì đây là những cái chỗ mà tôi ăn thường nên tôi thấy là hợp khẩu vị nên tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn. Thì sau khi ăn thì tôi muốn đưa các bạn đến đây uống cà phê vỉa hè luôn nha các bạn. Thì ở đây tôi order một phần ly cà phê đá, thì có bao gồm cả ly trà đá nữa nha các bạn. Thì giá ly cà phê này đó là 10.000 đồng tiền Việt Nam, 10.000 đồng thì tương đương với 40 cent đó các bạn. Đây là cái bữa ăn sáng hôm nay, nhưng mà ngoài ra thì các bạn có thể đi ăn những món khác. Chẳng hạn đây là cái món phở đó các bạn. Thì tôi cũng cố gắng tôi quay lên để mà chia sẻ với các bạn cho nó nhiều món, nhưng mà đây là những món mà tôi cũng đã ăn. Tôi muốn chia sẻ với các bạn thấy. Đây là cái món phở sườn bò. Phở sườn bò. Và vợ tôi thì ăn món phở trộn đó các bạn. Phở trộn đây là lần đầu tiên tôi nghe. Như các bạn thấy phở sườn bò ở đây một tô cũng lớn lắm, giá 2 đồng 20 sen đó các bạn. Thịt cũng ngon. Đối với tôi thì tôi thấy ăn cũng được. Và đây là món phở trộn lần đầu tiên tôi nghe. Món phở trộn này thì có một kèm theo một cái tô nước lèo và thịt như các bạn đang thấy. Thì hai món phở trộn và món sườn bò chúng tôi ăn ở đây, như là rau đồ cũng tươi và sạch sẽ. Kế đến là cái món chả mà tôi yêu thích lắm là món bún chả Hà Nội, 2 đồng 32 đồng 1 một phần đó các bạn. Món này ăn rất là ngon. Và ở đây là quận 6 đó các bạn. Như các bạn thấy rau rất là sạch sẽ và tươi. Rau xà lách, rau thơm, đủ thứ hết. Kèm theo một cái dĩa bún. Đó thì bún ở đây là phải nói là tuyệt vời. Tôi ăn tôi rất là thích. Và hầu như là một tuần tôi cũng phải ăn một lần hai lần. Đây là cái món chả. Và món thịt nướng thì ở trong cái tô nước mắm rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi ăn cơm. Đây là cơm tấm sườn bì chả mà tôi cũng yêu thích lắm đó các bạn. Giá cả ở đây đó thì cũng phải chăng, nhưng là một phần thì là 2 đồng 60 sen đó các bạn. Và kèm theo nếu mà bạn uống trà đá thì khoảng chừng 5.000 một ly trà đá. Ở đây chúng tôi cũng ăn thường. Hầu như mà mỗi sáng là chúng tôi cũng kiếm một cái chỗ nào đó để mà ăn sáng đó các bạn. Tôi cũng cố gắng tôi quay lên thì tôi cũng không có khiếu về vấn đề ăn uống. Nên không có làm những cái video về thức ăn nhiều. Nhưng mà hôm nay thì tôi muốn lên đây chia sẻ cùng với các bạn về những cái món ăn. Thì các bạn đã thấy đó. Việt Nam mình bây giờ là coi như là quán xá vỉa hè rất là nhiều và rất là bình dân. Và còn đây là cái món sùi cảo, món này là vợ tôi thích lắm. Và cái món này đó có theo cái giò cháu quẩy. Giò cháu quẩy thì 16 sen.
Và thì tôi ăn thì là mì xá xíu đó các bạn. Mà cái quán này nó ở mãi tận quận Bình Thạnh, Thị Nghè. Mà chúng tôi thì ở quận 6, rất là xa, nhưng mà cũng thường đi lắm các bạn. Đây là cái món mì xá xíu mà tôi yêu thích. Vâng, cái món này đó tôi thích. Còn vợ tôi thì thích món xôi cảo. Thì tuy rằng nó hơi xa từ quận 6 mà đến quận Bình Thạnh để mà ăn đó các bạn. Đây là cái giò xíu quẩy, giò cháo quẩy đó các bạn, 16 sen coi như một miếng. Và đây là kèm theo là một cái ly trà. Đó, cái món xôi cảo này ở chợ Thị Nghè rất là ngon nha các bạn, phải nói rằng ngon lắm. Nếu mà ở Sài Gòn mà các bạn mà không đi thì một điều thiếu sót. Và đây là cái món xôi vò. Thì khoảng chừng 10.000 đồng thôi các bạn. Nhưng mà tôi thỉnh thoảng không mua ra ngoài thì tôi mua, tôi ăn ở nhà. Món này thì tốn khoảng 42 sen. Thì đó là những gì tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.